Alo, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Anh biết ta, không biết có chuyện gì không ạ? Alo, xin biết ta. Về đây chính với tao mà. Có ý kiến gì đó nhưng mà cái thay bỏ chúng ha. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu một gồm 292 ha. Hay trước khi bước qua ngày hôm nay xin phép được tán dương ân đức tam bảo ตัตตนะตยัสสะวันดาเมมุทโธมเหสีอะหังปะทายะโตโลกุตตะโมสัมปะกะโรวิเจตะโกโลกัสสะสังขายะนะธัมมะโกวิโรวันดามหันตังนะระภูจะในยะกังนิไลยะโกภะเปาไงบัพพิถึกคงโลสินบัง พระดีเป็นเอาตัวจังตัวถึงยุบจูที่นางบูเลอตือเดไงได้ตินเตอร์ทองมันใหญ่เบาอย่างเลื่อนพอดจังกองสินเดเลพอดเอิงแต่งจะเทียงจุงยังยังคุ้มเยอะอโมบดีโบวิยตาเสสะทุนโลกาลมันทัสสุวินาครูโกชักปัญโยบุตรทัพปฏิภูติสัญญาตัววันดามหันตังนรกภูจะในยักษ์ พระบ่าวปีอันต่างยิ่งไรสวยแสงแบบมาบูมินพระตังลำบากมุ่งเช่นได้ยมกตโตคงเหลือแรงคงสิ้นแล้วพวกวันได้จะคงจุงยังคุ้มเยอะสังโฆวิสุทโธชุกตาสสาวโกสิกขาชุกามูวัตถธรรมมัชฌิกโกนินดาปัสสังสานาดารูวะโรวันดามหันตังนะครับปู Chân này nhắc rằng bảo thanh loan phật đà tâm học môn rõ để mà thoát thân các ngài thanh tịnh đi trần sơ về hiệu quả phàm nhân ai bị con xin đại lễ tăng thi đang cho công chung nhớ cũng được nó từ nam tây tây chề nó sẽ kham về tu hạ thanh năng ta sa phàm về nó sa hạ sa về nó sẽ trật tu tổ sư tam bảo nguyên con thông minh học hành môn nhờ Đức Phật quy diệt lên dạ hộ cho con đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy nha. Phần tán dương ơn đức tam bảo đã xong. Amen. Để được tập tính vừa đến Đức Phật hội ngày ai chào nơi tuổi duyên kính chào chị Thầm Am tin nữ thiền hữu tri thức. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay ha. Câu Phật ngôn 292 chẳng tăng đa pa quyết thần ha. Đúng rồi, câu này tới bốn tự dân kích chẳng tăng đa pa quyết thần dân hi kích chẳng tăng đa pa quyết thần câu này có bốn tự chữ đầu tiên dân chỉ dân do đại từ giá thì giá này là một loại từ quan hệ trung tính ha. Chỉ giá này đều đối các sự đối chỉ giá phát triệt cao quá chẳng ha. Cho nên chỉ giá biến thành chỉ dân
Dân có nghĩa là vị ấy. Dân là vị ấy. Rồi, cái từ thứ hai, hi. Hi là một trạng từ, ý nghĩa là thật vậy. Thứ ba, kích chân. Kích chân do cái từ kích chân. Kích chân là một danh từ trung tính, Akrantanapumsanga. Chữ kích chân ở đây được chia theo đối cách Su-ik, Đu-ti-ya, Vipatiya, Kovacana. Cho nên chữ kích chân ta biến thành kích chân. Kích chân là việc nên làm. Bởi vì chữ kích chân này do căn ngữ cáp mà do cái từ, do cái động từ ca vô tí làm. Rồi, từ cùng của câu này, Tadapavittham. Ở đây chúng tôi thấy Tadapavittham do chữ tăng cộng với Apavittham, và chúng ta thấy tăng có nghĩa là vị ấy ha. Rồi tiếp đầu ngữ Apa ở phía trước có nghĩa là khỏi, và do căn ngữ quyết, do căn ngữ quyết có nghĩa là đình công, có nghĩa là từ chối, cũng có nghĩa là vứt bỏ. Và chữ này nó cũng được chia theo đối cách quyết quyết tha, nhưng mà cách chia thứ hai đối trị giao quyết phát tiê câu quá chẳng lá, cho nên nó biến thành quyết thăng, đình công, từ chối, vứt bỏ. Thì ý nghĩa cái từ này, cụm từ này, tức là đã bị bỏ qua, đã được từ chối, đã được vứt bỏ, đã được bỏ qua, đã được từ chối, đã được vứt bỏ. Tadapavittham. Rồi, như vậy thì cái câu đầu tiên này cho chúng ta ý nghĩa thế nào? Dân hi kích chân Tadapavittham. Dân hi kích chân Tadapavittham. Bởi vì việc gì đáng làm thì bị bỏ qua. Việc đang làm thì bị bỏ qua. Ý nghĩa câu đầu ha. Rồi bây giờ câu số 2. Câu số 2, Akichang Bana Kajirati. Akichang Bana Kajiri. Câu số 2, câu 3 từ. Akichang là 1, Bana là 2, Kajirati là 3. Chữ Akichang, Akichang, chúng ta thấy tiếp đầu ngữ A đứng trước chữ Akichang. Tiếp đầu ngữ A có nghĩa là không,
mà chữ kích chân do từ kích cha ở trên chúng ta cũng đã thấy rồi. Vậy thì ác kích chân ở đây có nghĩa là việc không đáng làm, việc không nên làm. Ác kích chân việc không đang làm, việc không nên làm. Akichang rồi cái từ thứ hai Pana. Pana đây là một bất biến từ, có nghĩa là hơn nữa thật vậy. Pana là hơn nữa thật vậy. Rồi từ thứ ba số hai này Kajirati. Kajirati Kajirati đây là một động từ, đây là một động từ số ít, có nghĩa cũng do cái động từ ca ký ha, nhưng mà nó ở trong động từ này có nghĩa là được làm, nên làm, được làm, nên làm. Như vậy câu số 2, câu số 2 này, câu số 2 này, Akichang Panakaya Akichang Panakayirati, hơn nữa việc không đáng làm lại được làm, hơn nữa việc không đáng làm lại làm. Bây giờ câu số 3, số nhiều, tức là chát thi quy phát tí và hú quá trình á, cho nên un na la nó biến thành un na la năng. Năng có nghĩa là đối với những kẻ cao ngạo, của những kẻ cao ngạo, un na của những kẻ cao ngạo. Cao ngạo ở đây có nghĩa là ngã mạn. Rồi đâu nhỉ? Rồi cái từ thứ hai bamatta năng do cái động từ bamatchati, do động từ bamatchati. Động từ này có nghĩa là bất cẩn, bất cẩn. Chúng ta thấy có tiếp đồ ngữ pa ở phía trước,
Tiếp đồ ngữ này chỉ nhấn mạnh cho bấm mắt ta năng. Và bấm mắt ta năng do căn ngữ mắt, có nghĩa là mê say đam mê. Mê say đam mê. Vậy thì ở đây bấm mắt ta năng của những kẻ đã bị sao lãng, của những kẻ phóng dật, của những kẻ phóng dật, và câu cuối cùng, câu số 3 này, đối với những kẻ cao ngạo bị sao lãng, đối với những kẻ cao ngạo bị sao lãng. Và câu số 4, tê sang quất thành ti à sao à, tê sang quất thành ti à sao à, tê sang quất thành ti à sao à. Chữ tê sang do đại từ ta, và đại từ ta này được chia theo sở hữu các số nhiều, tức là cha thi vị phát ti và hữu quá trình hạ. Cho nên chữ ta biến thành tê sang. Tê sang là của những cái, của những người ấy. Tê sang của những cái ấy, của những người ấy. Quách thành tí, chữ quách thành tí đây là một động từ số nhiều, do căn ngữ quách. Quách thành tí có nghĩa là tăng trưởng, cũng có nghĩa là lão làng. Asawa riêng chứ, Asawa do từ Asawa, nó là một danh từ nam tính. Và chữ Asawa này được chia theo chủ cách số nhiều, Bhatthama Bahu Vajana Vipatti. Cho nên Asawa biến thành Asawa. Asawa là các lậu hoặc, các lậu hoặc, các phiền não. Và câu cuối cùng này, các lậu hoặc, những cái tăng trưởng, các lậu hoặc của những người ấy tăng trưởng. Câu Phật ngôn 292 cho chú ý nghĩa. Bởi vì việc gì đáng làm thì bị bỏ qua, hơn nữa việc không làm lại được làm. Đối với những kẻ cao ngạo bị sao lãng thì các lậu hoặc của những kẻ ấy tăng trưởng. Xin lặp lại ý nghĩa câu Phật hai. Việc gì đáng làm thì bị bỏ qua, hơn nữa việc không đáng làm là được làm. Đối với những kẻ cao ngạo bị sao lãng thì các lậu hoặc của những người ấy tăng trưởng. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: việc đáng thì là không làm, việc không thích đáng là chăm dính vào. Người ngu ngã mạn tự hào, lậu tăng trưởng khác nào điềm leo.
việc đáng thì không làm, việc không thích đáng là chăm dính vào. Người ngu ngã mạn tự hào, lậu hoặc tình trưởng khác nào biềm leo. Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ ngu ngôn: việc đáng làm không làm, không đáng làm lại làm. Người ngạo mạn phóng dật, lậu hoặc ắt tăng trưởng. Việc đang làm không làm, không đang làm lại làm. Người ngạo mạn phóng dật, lậu hoặc ắt tăng trưởng. Trong ý nghĩa từ vựng, quý vị thấy có chỗ nào rắc rối? Có chỗ nào thấy rằng không thông thì quý vị cứ có ý kiến ha. Có chỗ nào rắc rối không? Như vậy thì quý vị cũng đã hiểu ha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào trường âm đồng để có được một cái giọng đọc tương đối ổn định. Câu thứ nhất và câu thứ nhị: dân hi kích chân tất tất đông quy thần a kích chân bản là cái gì là thi dân hi kích chân tất đa bát thần a kích chân bản là cái gì là thi dân hi kích chân tất đa bát quy thần a kích chân bản là cái gì là thi đọc thấy cũng hơi khó ha, bởi vì quý vị thấy đoạn âm hơi nhiều, nhất là đoạn âm nó đi tới một lần sáu từ bana kajirati ha, cuối câu số hai bana kajirati. Rồi bây giờ chúng ta thấy giọng đọc hơi khó, nhưng mà tại sao nó khó? Chúng ta phải quan sát để tìm hiểu. Khi chúng ta đọc, chúng ta biết nó là đoạn âm hay trần âm. Dân hi ki chân ta đa bạc quý thần a ki chân a ka di ra ti. Trường âm và đoạn âm như thế nào? Chúng ta hãy phân tích để tìm hiểu. Và khi tìm hiểu như vậy rồi thì chúng ta cảm thấy tự tin trong cách đọc của chúng ta. Chúng ta đọc, chúng ta biết chỗ nào đúng, chỗ nào sai. Rồi bây giờ xin mời Sít Hà 0420. Alo, Sít Hà là người tiên phong đầu tiên ha. Câu 1, câu 2: thế nào là trường âm, thế nào là đoạn âm? Xin mời Sít Hà. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, và con kính đảnh lễ Ngài cùng các quý sư cùng các cô tu nữ. Dạ con xin trả bài. Dạ, văn là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Hí là đoạn âm, kích là trường âm nhấn, căng là trường âm đọc theo nguyên âm, tá là đoạn âm, giá là đoạn âm, bá là đoạn âm, ví là trường âm nhấn, thăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, ký là đoạn âm, đọc ký là trường âm nhấn, kích là trường âm nhấn, căng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, ná là đoạn âm, cá là đoạn âm, dí là đoạn âm, rá là đoạn âm, và tí là đoạn âm. Dạ, dạ con xin hết. Alo, sao Sít Hà hôm nay bị ăn liền ha?
phân tích một một loạt cái là xong ai ha. Không có gom lại là bao nhiêu trường âm thông thường, bao nhiêu trường âm nhấn, bao nhiêu trường âm độc hay giọng nguyên âm, mà chỉ còn biết phân tích nó là trường âm là gì và đoạn âm là gì, ngắn gọn ha. Đó cũng là mới nhưng mà cũng là một sự thành công ha. Sa thủ xịt hà. Quên sao anh á, có người nhắc cho anh nhớ. Xin mời Xích Thiện Vũ, câu 1, câu 2. Alo. Xin mời nha. Dạ, con xin kính bảnh lễ sư. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Giang thí kích trăng tá bá bá vít thăng á kích trăng phá ná cá dí vá thí. Giang là bản âm, đọc theo giọng nguyên âm. Thí, con xin lỗi, giang là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Thí là bản âm, kích là trường âm nhấn, trăng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Tá bá phá là ba bản âm, vít là trường âm nhấn, thăng là trường âm, đọc theo giọng nguyên âm. Trong câu 1 có hai loại trường âm, đó là trường âm nhấn có hai là kích và vít, và trường âm đọc theo nguyên âm có hai là giang và thăng, còn lại là bốn bản âm hí, tá, bá, phá. Câu 2, á là bản âm, kích là trường âm nhấn, trăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Phá, ná, cá, dí, giá, thí là 6 bản âm. Trong câu 2, chỉ có một trường âm đọc theo nhấn là kích, một trường âm đọc nguyên âm là trăng. Phần còn lại 6 bản âm, đó là á, phá, ná, cá, dí, giá, thí. Con xin sư sửa cho con ạ. Xin Thiện Vũ phân tích thì chính xác, nhưng mà khi gom lại thì thiếu một. Câu 1 á, giáo kỳ chân ta đã bạc quyết thần, thì Xin Thiện Vũ nói rằng trường âm nhấn có hai là chữ kích và chữ quyết, nhưng mà trường âm đọc theo giọng nguyên âm có ba là chỉ dân, chỉ chân và chỉ thân. Nhưng mà khi gom lại thì nói rằng chỉ có hai mà thôi ha. Thiếu âm đọc hay giọng nguyên âm. Nhưng mà không biết thì đúng. Nhưng mà khi gom lại thì thiếu ha. Rồi, chỉ có chừng đó thôi. Rồi, chỉ tiền vũ như vậy là cũng tiến bộ. Tiến bộ không sao đâu, không sao đâu. Bởi vì có nhiều chúng ta mới sửa sai, chứ còn mà nếu mà giỏi quá, đúng quá chắc là cũng ít mời. Còn quý vị mới cho nên chúng tôi mời để thấy rằng quý vị không được bình tĩnh khi cầm micro ha. Nhưng mà từ từ khi cầm micro quen rồi thì chắc chắn là không sai ha. Rồi sa thủ Xin Thiện Vũ. Bây giờ thêm người nữa ha, thêm người nữa để coi sao. Alo, thêm một người nữa là Sư Tâm Phường. Alo, Sư Tâm Phường, câu 1, câu 2. Hai người phân tích rồi. Bây giờ Sư Tâm Phường phân tích làm sao? Rút tỉ kinh nghiệm ha. Phân tích làm sao cho nó ổn thỏa này. Sư Tâm Phường có chút máy không? Rồi. Như vậy để cái nick này đi chơi chỗ khác rồi. Alo, xin mời. Xin mời Sư Tâm Phường.
Alo, câu này khó quá, cho nên vừa cầm micro là tái cái đùng rồi. Như vậy là chị Tâm Phương không có vui câu 1, câu 2 ha. Không sao. Xin mời cái là ai đây? Chị Hồng Nhung, chị Kim Nhung. Alo, chị Kim Nhung, câu 1, câu 2. Hai người phân tích rồi, bây giờ chị Kim Nhung phân tích như thế nào đây? Dạ, con là Kim Nhung. Dạ, con cảm ơn cô Tuệ Duyên và cô chị Như Quang Thiện Vũ cho biết tín hiệu đã nghe rõ. Trước hết con kính đảnh Tam Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ân Đức Phật, con kính đảnh lễ ân Đức Pháp, con kính đảnh lễ ân Đức Tăng, con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ Thượng Tọa Pháp Tín, con kính lễ các cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc câu phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Rằng hi kít chẳng ta đa ba suýt thằng a kít chẳng ba na ca di ra tí. Rằng hi kít chẳng ta đa ba quýt thằng a kít chẳng ba na ca di ra. Dạ con xin nó sám hối con đọc lại. Rằng hi kít chẳng ta đa ba quýt thằng a kít chẳng ba na ca di ra tí. Ở trong câu 1 thì răng là trường âm, giọng nguyên âm, hí là đoạn âm, kích là trường âm nhấn, chăng là trường âm giọng nguyên âm, tá, đá, bá là ba đoạn âm, quýt là trường âm nhấn, thăng là trường âm giọng nguyên âm. Ở trong câu 1 thì có 9 âm, có 2 loại nguyên âm. Có hai loại trường âm nhấn có kích, quýt là có hai, trường âm giọng nguyên âm thì là dăng, chăng, thăng có ba, đoạn âm thì có hí, tá, đá, bá có bốn. Ở câu 2, á là đoạn âm, kích là trường âm nhấn, chăng là trường âm giọng nguyên âm, bá, ná, cá, dí, rá là 6 đoạn âm. Ở trong câu 2 thì có 9 âm. Có một loại trường, có hai loại trường âm. Trường âm nhấn là kích, trường âm giọng nguyên âm là chăng. Đoạn âm thì có 7 là á, bá, ná, cá, dí, rá, tí. Dạ, đó là sự phân tích của con ạ. Dạ, con xin xuống mic, con kính nhờ sư chị sửa giúp ạ. Alo, xin cảm ơn bé. Rồi vào đưa tay. Khi thấy chị Kim Dung phân tích hay quá, làm cho chị Tâm Phương người té đau, không thấy đau ha. Mà đưa tay lên, rồi đưa tay thì cầm micro, xin mời. Dạ alo. Dạ, cảm ơn Như Quang, cảm ơn cô Tệ Duyên. Dạ, không phải là con nghe, con chưa có nghe Kim Dung đâu sư. Nhưng mà nãy sư la to quá, con bấm vô tâm cái computer đóng rớt con ra luôn. Giờ con phải lấy cái máy khác đây, cái máy này máy khác, không phải máy đó. Thì cái máy nhỏ này thì cái computer, cái internet nó là có. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Dạ con kính đảnh lễ thầy. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Dạ. Dân hi hít chân ta đa ba huy thần a kít chân ba na ca y ra tí. Và chữ dân là tường đọc theo giọng nguyên âm, chữ hí là đoạn âm, chữ hít là trường âm nhấn, chữ chăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ chữ tá
chữ chữ giá, chữ bá là ba, là ba động âm. Dạ. Chữ quyết là trường âm nhấn, chữ thân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và cái câu 1 đó là có ba trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và đoạn âm thì là có 4. Và đoạn âm có 4 là chữ hí, chữ tá, chữ giá, chữ bá. Dạ. Còn trường âm nhấn thì là có 2. Và 2 là chữ hít và chữ thân là và có 2. Dạ, còn là câu 2 là chữ á là đoạn âm. Chữ kích là trường âm nhấn, chữ chân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chữ bá, chữ ná, chữ cá, chữ dí, chữ rá, chữ tí là đoạn âm. Cái câu này là có tất cả là 7 đoạn âm. Và có một trường âm nhấn và một trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ thưa thầy, con đã đọc xong, con kính dân mic lại cho thầy, nếu con có chữ nào không sai thì thầy sửa giùm con. Dạ. Alo. Đọc đúng đọc sai gì nữa thì coi như xếp kim cũng tặng hoa ha, hay quá. Nhưng mà xếp Tâm Phương chữ tiết mà sao đọc là chữ thích ha, chữ đá mà sao đọc là chữ giá. Thì như vậy chúng ta thấy rằng trong câu 2 phân tích thì tương đối ổn, nhưng mà câu 1 thì có những cái chỗ không được tự tin. Chữ kích là trường âm, chữ quyết là trường âm ngắn ha. Chữ máy, máy nó xù ha. Máy xù nổ rồi ha. Máy xù đó là rồi thôi, mỗi người một vẻ. Nhưng mà cho chúng ta một khái niệm đọc rõ ha. Quý vị đã thể hiện tức là sự nhiệt tình của quý vị đã thể hiện qua câu 1 và câu 2. Dần thiết kích dần ta đạp ba quyết thằng á kích dần ba na ca di ra ti. Bây giờ ôn lại ha. Đầu tiên, dần là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Thi là đoạn âm, kích là trường âm nhấn, chân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ta đa ba là ba đoạn âm, quyết là trường âm nhấn, thân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 1, chúng ta thấy trường âm đọc theo giọng nguyên âm có 3. Là chữ dân, chữ chân và chữ thân. Còn trường âm nhấn thì có 2, đó là chữ kích và chữ quyết. Còn lại đoạn âm là chữ hí, chữ ta, chữ đa, chữ ba, 4 đoạn âm. Câu số 2, á kích bằng bá ná ca di ra ti. Chữ á là đoạn âm, kích là trường âm nhấn, chân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Ba na ca di ra ti là
Dạ đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát, ngài rất nét rồi ạ. Dạ đạo tràng có nghe được âm thanh Nhục Bình không? Ô lâu quá mới gặp men, men có khỏe không? Dạ cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, cảm ơn đạo tràng đã cho Nhục Bình biết được tín hiệu. Cảm ơn Kim Nhung. Dạ cảm ơn Trích Tâm Phương. Dạ con cũng thỉnh ngài cầm bích ạ. Con thấy ngài trở lại đạo tràng. Dạ mến chào Xu Khá. Dạ nãy giờ Nhục Bình lặng. Dạ con kính dân bích thánh ngài. Alo, 123, 123, quý vị nghe được không? Chúng ta thấy âm thanh tốt mà. Rồi, câu 1, câu 2 ha. Nhân hít kích chân ta đa phá quýt thần á kích chân ba ná ca di ra tí. Câu 1, câu 2, quý vị có thắc mắc chỗ nào không? Alo, có từ nào quý vị cảm thấy hơi rắc rối thì quý vị cứ đưa tay. Còn quý vị thấy rằng ô này dễ không qua thì chúng ta đến câu số 3, câu số 4. Âm thanh ồn giống như con ve kêu thì thật sự là ve kêu với ồn cái gì nữa. Ve nó kêu, gà nó gái ha. Nhà quê là vậy đó. Trên này chúng tôi với hai lúa bà con. Rồi bây giờ câu 3, câu 4 ha. Hỏi câu 1, câu 2 có gì thắc mắc không? Nằm câu 1, câu 2 giống như ve kêu đâu được. Bây giờ quá un na la nang bắt ta nang tê tăng quắc thành tí à sao hòa un na la nang ba mắt ta nang tê tăng quắc thành tí à sao hòa un na la nang ba mắt ta nang tê tăng quắc thành tí à sao hòa. Bây giờ câu 3, câu 4 xin mời. Xin mời ở đây. Xin mời Xích Minh Tấn ở Quy Nhơn. Câu 3, câu 4 phân tích thế nào đây? Alo. Xích Minh Tấn. Xích Minh Tấn không lên thì để cho Xích Cô Biển lên ha. Câu 4 thấy khó quá, cái là không chịu đưa tay ha, là không nghe nữa chứ, không nhận, hay là ở ngoài kia bị coi như là biến động hay sao, sóng to gió lớn không nghe ha. Rồi vậy là chiếc lô biển coi như thua rồi ha. Câu số 3, câu số 4, xin mời cô tu nữ Tự Duyên đi. Alo, cô tu nữ Tự Duyên cầm mic ha. Làm thủ môn hay là đưa tay? Đưa tay thay, đưa tay đẹp trai hơn chứ ai. Cái dục mic thì này, đi lượm kỳ quá ha. Dạ sa thú lành kính tri ân ngài. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con kính tri ân ngài. Kính lễ với bà quý cô tu nữ và thân chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Dạ con xin phân tích hơi nhỏ ha chị. Dạ để tự nhiên cho lớn thêm tí. Alo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lớn lắm rồi đó. Dạ. Và bây giờ Tự Nhiên xin phân tích câu 3 và câu 4. Un ná la năng bám mắt ta năng. Câu 3, chữ un là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, la là trường âm thông thường,
Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, mắt là trưởng, ta là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, ắt ta là trường âm thông thường. Năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 3 có chữ un và chữ mắt là hai trường âm nhấn. Chữ năng, năng, hai chữ năng năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chữ la, chữ ta là trường âm thông thường. Đoạn số 3 này có hai trường âm nhấn, đó là chữ un và chữ mát. Chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Chữ la, chữ ta là trường âm thông thường. Đoạn số, câu số 4, tê sang quát thanh tí a xá hoa. Tê là trường âm thông, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quát là trường âm nhấn, thăng là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, a là thông thường, xá âm, qua là trường âm thông thường. Đoạn số 4 này có chữ sân là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ quát, chữ thăng là hai trường âm nhấn, chữ a, chữ qua là trường âm thông thường, chữ xá là đoạn âm. Đoạn số 4 này có chữ t, a, qua, ba trường âm thông thường, một trường âm đọc theo giọng nguyên âm và hai trường âm nhấn, hai trường âm, hai đoạn âm. Hồi xưa thầm hối ở nhà giờ này mấy đứa nó chuẩn bị cũng dân cơm cho chư tăng, cho nên nó lục đục là tự nhiên cũng hơi phân tâm, nhưng mà cũng cố gắng phân tích. Dạ con xin xuống bức. Bài ba cô nữ tự nhiên tích thế nào mà để chiếc kim nó chết rồi hả? Như vậy là lên mạng thì mất mạng, lên lết thì mất lết. Chúng ta thấy khi mình vô trong cái room là sinh hoạt có nhiều chuyện nó xảy ra ha, cả một sự khó khăn. Nhưng mà trên cái tinh thần học hỏi, quý vị rất là tuyệt vời. Mời là lên, đúng sai không quan trọng. Rớt mạng mất mạng cũng không sao. Rớt mạng thì cũng ráng mà coi như gượng lên rồi chạy vô sinh hoạt tiếp. Đó là một phần rất cao ha. Đường truyền của cô tôi nói tự nhiên hơi chập chờn nha, hơi chập chờn. Ở khi nghe được, khi nghe không. Chính vì vậy cho nên câu 3, câu 4 này phải thêm người để như làm sáng tỏ. Alo, xin mời xin niệm từ câu 3, câu 4, coi đường truyền có được ổn định không. Xin niệm từ cơ chúc máy không. Dạ, xà thù.
xin mời ha. Dạ. Namo Buddhaya, Gotamaya, Namo Sanghaya. Con sư trí và cô tu nữ trong đoàn tràng. Con kính lễ tụi duyên và con kính đoàn tràng ạ. Dạ, con xin sám hối. Máy của con lúc cũng hơi bị khó chịu. Dạ, con xin phân tích hai câu số 3 và số 4. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho niệm từ biết âm thanh rõ. Cảm ơn Sít Như Quang đã đưa bài lên ạ. Unala nang bamatta nang te sang vat thang ti a sa wa. Unala nang bamatta nang te sang vat thang ti a sa wa. Dạ, con xin phân tích câu số 3. Un là trường âm nhấn, ná là đoạn âm, la là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ, như vậy trong câu số 3 thì có đủ 3 loại trường âm. Trường âm nhấn có un và mát. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm thì có năng và chữ năng cuối v sau cuối là 2. Trường âm thông thường thì có la và ta. Dạ, còn bao nhiêu là đoạn âm là ná, bá. Dạ, con xin phân tích câu số 4. Tê sang quát thành tí a sa hòa. Dạ, tê là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quát là trường âm nhấn, thanh là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, a là trường âm thông thường, xá là đoạn âm và hoa là trường âm thông thường. Dạ, như vậy trong câu số 4 mình cũng có 3 loại trường âm. Trường âm thông thường thì có T, A, Hoa. Trường âm đọc theo giọng nguyên âm thì có Săng. Trường âm nhấn thì có Quắc và Thanh. Và đoạn âm thì chỉ có chỉ hai là Tí và Xá. Dạ, thưa sư, con đã phân tích xong. Con có sai, xin Ngài sửa lại dùm con ạ. Con xin kính cảm ơn đạo tràng. Xin dâng mic lại cho Ngài ạ. Nam mô Buddhaya. Kinh nghiệm từ là thấy chỉ có mình chim tặng hoa, nhưng mà bây giờ kinh nghiệm từ để phân tích thì có thêm cô tu nữ Tuệ Duyên rồi Sisu Kha cũng lên tặng hoa luôn. À, như vậy kinh nghiệm từ phân tích chính xác, tương đối chính xác, nhận được hoa nhiều hơn những vị khác. Alo, cô 3, cô 4, xin mời Sister Man. Không biết là nghĩ thời gian, không biết Sister Man cùng nhớ không. Alo, cô 3, cô 4, xin mời. Dạ thưa sư, con xin kính lễ sư và xin kính chào tất cả quý vị trong lớp. Cho con xin phân tích câu 3 và câu 4 trong cái đoạn kinh 292. Unna la nang ba mat ta nang te sang vat thang ti a sa wa. Chữ un là trường âm nhấn, chữ na là đoạn âm, chữ la là trường âm thông thường, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ bá là đoạn âm, chữ mát là trường âm nhấn, chữ ta là trường âm thông thường, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Và như vậy câu này thì sẽ có hai đoạn âm và một hai trường tức hai đoạn âm và sáu trường âm.
trong số trường âm đó thì sẽ có hai trường âm nhấn, hai trường âm thông thường và hai trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu thứ tư: tê sang vách thằng ti a sa hòa. Chữ tê là trường âm thông thường, chữ sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ vách là trường âm nhấn, chữ thằng là trường âm nhấn, chữ tí là đoạn âm, chữ a là trường âm thông thường, chữ xá là đoạn âm, chữ là trường âm thông thường. Và như vậy trong câu này thì chỉ có hai đoạn âm và 1, 2, 3, 4, 5, 6 trường âm. Trong 6 trường âm đó thì sẽ có 3 trường âm thông thường, 1 trường âm đọc theo giọng nguyên âm và 2 trường âm nhấn. Dạ con xin hết. Alo, quý vị có thiên vị hay không? Mà khi nghe Sister Man lên phân tích tặng hôn tặng hoa nhiều quá ha. Mà đầu tiên là Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào Đạo Tràng. Dạ con thấy bàn tay của Ngài ạ. À. Dạ con kính nhân bích lại cho Ngài. Nguyên Trang ơi, ngày nghe Nguyên Trang mời ngày sợ quá, ngày tắt cái đùng nữa rồi Nguyên Trang ơi. Dạ cảm ơn Dương Quang, cảm ơn Nguyên Trang cho Nhật Quỳnh biết được tin hiệu. Nhật Quỳnh lặng không xong nha Nguyên Trang. Có Dương Quang trực chung mừng quá lặng, mà cứ lặng hồi thì phải trồi lên. Dạ cảm ơn Kim Nhật, lặng hồi phải trồi lên. Chứ ngày mất tiêu rồi, không trội lên ai cũng tưởng nó máy mình đương chạy chạy ra, mà bản thân như Quỳnh cũng tưởng y chang vậy luôn, nhà cũng tưởng là bên đường nét mình té lên té xuống, tại bên đường nét của Nhật Quỳnh cũng không có tự tế gì, cũng té liên tục rồi. Nên không có dám, không có đợi ngày trở lại ha. Mời Nguyên Trang.
Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con nguyên trang và một lần nữa con đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Dạ con mới vừa vào cô rồi con thấy rum im ru nên con lên con tầm mít à, mà chắc ngài rớt nữa rồi, để con coi con có ngài trong đây không ạ. À? Ngài có trong đây không? Dạ không. Vậy thôi cho con dạ con xin đọc câu pháp cú, đọc hay phân tích vậy cô, con không biết nữa, con mới vô cô. Dạ con đọc. Ồ con cảm ơn cô Như Quen ạ. Dạ con xin đọc đoạn thứ ba và đoạn thứ tư. Unala nang bamatta nang te sang wat than ti a wasa sawa. Unala nang bamatta nang te sang wat than ti a sawa. Dạ chữ un là trường âm nhấn, chữ na là trường âm thông thường. Ủa chữ bình con xin lỗi, un là trường âm nhấn, chữ ná là đoạn âm, chữ la là trường âm thông thường, chữ năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, bá là đoạn âm, mát là trường âm nhấn, ta là trường âm thông thường, năng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 4, t là trường âm thông thường, sang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, quá là trường âm nhấn, tham là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, a là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, qua là trường âm đọc theo giọng của trường âm thông thường. Dạ con xin đọc lại. Unala nang pamatta nang te sang wat than ti a sawa. Câu số 3 có hai trường âm nhấn là chữ un và chữ mát. À, trường âm thông thường là chữ la và chữ ta, hai trường âm thông thường. Chữ trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ năng và chữ năng, còn lại là đoạn âm là ná, bá, là hai đoạn âm. Dạ. Câu số 4 thì t là trường âm thông thường, sang là một trường âm thông thường, rồi a là một trường âm thông thường nữa là hai, qua là ba trường âm thông thường, sang là một trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ quá với chữ tham là trường âm nhấn. Dạ, con xin đọc lại. Unala nang pamatta nang te sang wat than ti a sawa. Dạ, con không biết ngài vào chưa ạ? Dạ, con xin xuống mic ạ. Con kính gửi mic lại cho cô Nhật Quỳnh nha cô. Dạ, con xin xuống mic. Dạ, con cảm ơn đạo trang ạ. Con cảm ơn cô Tư Nữ Tự Duyên. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ ngài Tri Đức Chư Quang Năm vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn cô Tu Nữ Thị Như Quang, Nguyên Trang và Thiên Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín nhờ tín hiệu. Dạ, Kim Nhung nữa. Nam mô Bích âm thanh con không bạch ngài. Có người đang nói xấu ngài và bạch ngài. Âm Tâm Phương. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ, ngài Tri Đức có nghe được âm thanh con không? Có người nói xấu ngài. Nói ngài chắc lặng luôn rồi kìa ngài. Rồi con kính nhận mít đến ngài. Alo, 1, 2, 3, 1. Quý vị nghe rõ không? Cái này mà nói xấu, nói tốt gì. Chưa mất một thêm lắm rồi. Bây giờ chơi xin bài học đi. Té xong mất luôn cả bài rồi. Rồi bài học đâu rồi? Rồi xa thua đuổi thấy rõ chữ đỏ không, chữ xanh nữa làm sao không thấy được. Rồi quý vị chào chú ha, để copy lại nè. Alo, như vậy là chúng ta cũng đã coi như là phân tích trường âm, nghe nhiều thứ âm thanh hả, nhà quê lại vậy đó.
Dạ, quý vị coi như đã phân tích trường âm và đoạn âm xong ha. Bây giờ chúng ta xin ôn lại từ trên xuống dưới đọc nguyên bài nha. Để đưa bài này nó ra. Qua đường lần và lên tới hai lần luôn trong kỳ cục như này. Quý vị chờ chút nữa. Vì trục trặc kỹ thuật ha, quý vị thông cảm. Rồi chúng tôi xin đưa bài lên để rồi chúng ta căn cứ theo đó đọc sao cho nó đúng theo trường âm và đoạn âm ha. Dần hi kích chẳng ta đa phá quyết thần kích chẳng ba la cây ra tị nó là nằng ta nằng tê sẵn quân thần tí à sao hòa dần hi kích chẳng ta đa phá quyết thần kích chẳng ba la cây ra tị ồn nó là nằng ba mắt ta nằng tê sẵn quân thần tí à sao hòa dần hi kích chẳng ta đa phá quyết thần kích chẳng ba na ca di ra ti un na la nằng ba mắt ta nằng tê sằng quát thành ti a sa hòa. Đọc thêm lần nữa ha. Dần hi kích chẳng ta đa quyết thần kích chẳng ba na ca di ra ti un na la nằng ba mắt ta nằng tê sằng quát thành ti a sa hòa. Việc đáng làm không làm, không đáng làm lại làm, người ngạo mạn phóng dật lậu hoặc hắc tăng trưởng. Rồi xin mời bàn tay của quý vị. Quý vị đã phân tích xong rất là chính xác và chắc chắn rằng giọng đọc của quý vị sẽ ổn định. Rồi xin mời chiếc kem sẽ xuống ha. Con xin kính chào sư Chí Đức, các tu nữ và quý vị Phật tử. Sư, con đọc luôn kệ nghe sư. Con có nhiều bài con đọc kệ rồi. Đọc kệ xong con cuốn gói làm chuyện với con nghe sư. Con được không sư? Không thấy sư nói gì hết. Con ngón tay nằm mù anh đi sư. Ok. Cảm ơn sư nha. Và cảm ơn cô Như Nhật Quỳnh á. Này cho tín hiệu hôm nay tín hiệu có nhiều quá rồi. Cảm ơn Viên Trang nữa, Hồng Thị Kim Dung ơi, cảm ơn nha. Thôi giờ đọc cho rồi đi, gần hết giờ rồi. Con xin đọc cú câu 292. Dần hi kích chằng ta đa phá quýt thằng á kích chằng phá ná cá rí giá tí u ná là nằng phá mắt tà nằng tề sằng quắc thằng tí à sá hòa. Dần hít chần ta đã phá quyết thần á kích chần phá ná cá rí giá tí u ná là nằng phá mắt tà nằng tề sằng quắc thần tí à sá hòa. Dần hí kích chần ta đã phá quyết thần á kích chần phá ná cá rí giá tí u ná là nằng phá mắt tà nằng tề sằng quắc thần tí à sá hòa. Đọc hơi thôi, bây giờ kể rồi mới đọc tiếng Việt Nam sao. Dần hi kích chăng ta đa phá quýt thăng a kích chăng pa na ka ri ya ti u na la nang pa mak ta nang te sang quam vak thăng ti a sa wa. Dần hi kích chăng ta đa quýt thăng a kích chăng pa na ka ri ya ti u na la nang pa mak ta nang te sang quam thăng ti a sa wa. Việc đáng làm không làm, việc không đáng làm, người ngạo mạn phóng dật lậu hoặc ắt tăng trưởng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con có sai xin sư sửa, con xin trả máy lại cho người khác lên ha. Hồng thấy cho mấy cái bông sunflower của du của sư đó mất tiêu rồi sư. Alo. Alo.
Nghe con chưa? Dạ, con cảm ơn cô cho con biết tín hiệu. Dạ. Xin lỗi cô Kim, mỗi lần cô lên cô nói là con rất mắc cười. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư thắng. Con kính đảnh lễ thượng tọa trí đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Là con xin đọc cô kinh pháp cú số 292 rằng hi kích chẳng kadapa quy thằng ác kích chẳng palakajati un nát là nàng pamata lằng tì sàng quát hàn ti à sa hòa rằng hi kích chẳng kadapa quy thằng ác kích chẳng palakajati un nát là lằng pamata tà lăng tỳ sàng quát thần ti à sa hòa rằng hi kích chẳng ta đa ba quy thằng a kích chẳng pa la ca di gia ti un nát là lăng pa ma tà lăng tỳ sàng quát thần ti à sa hòa việc đáng làm không làm, không đáng làm lại làm, người ngạo mạn phóng dật nộ hoặc ắt tăng trưởng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Việc đáng thì lại không làm, việc không thích đáng lại chăm. Người ngu ngã mạn tự hào nộ hoặc tăng trưởng khác nào bìm neo. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc bài xong ạ. Dạ giờ con kính mời bàn tay của cô Mít Tạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con kính cảm ơn cô Như Quang bót bài, con kính tri ân sư ạ. Dạ A Di Đà Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ con cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cũng xin đọc bài câu pháp cú 292. Và con xin đọc. Văn hí kích chăng ta đa ba quýt thăng á kích chăng ba na ca di ra ti un na là nặng ba mát tà nặng tề sang thành tí a sa hoa văn hi kích chăng ta đa ba quýt thằng a kích chăng ba na ca di ra ti un na là nằng ba mắt tà nằng tề sang quát thành tí a sa hoa văn hi kích chăng ta đa ba quýt thằng a kích chăng ba na ca di ra ti un na là nằng ba mắt tà năng tề sang quát thành tí a sa hoa việc đáng làm không làm, không đáng làm lại làm, người ngạo mạn phóng dật lậu hoặc ác tăng trưởng. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Việc đáng thì lại không làm, việc không thích đáng lại chăm. Người ngu ngã mạn tự hào lậu hoặc tăng trưởng khác nào bìm leo. Đó là bản của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin trả máy lại cho đạo tràng. Dạ Nam mô Bụt Tha Giá, Nam Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ thầy. Con xin đọc câu pháp cú số 292. Dạ. Dằng dằng hi ki chằng ta đa ba quy thằng ki chằng pa na ca yi ra ti dạ à. Con xin đọc lại. Dằng hi ki chằng ta đa qua quy thằng a ki
chẳng ba na ca ri ya ti un na la nang ba mát ta nang tê sang quát thằng ti a sa a sa qua là chữ nhỏ quá. Dằng hít ki chẳng ta đa ba quý thằng a ki chẳng ba na ca ri ra ti o un un na la la nang ba mát ta nang tê sang quát thằng quát thằng thành tí à sa hòa dằng hi ki chằng ta đa ba quy thằng a ki chằng ba na ca ri ra tí un na la nang ba mát ta nang tê sang quát thằng tí à sa hòa. Cái máy này nhỏ quá. Việc đáng làm không làm, không đáng làm lại làm. Người ngạo mạn phóng dật lậu hoặc ắt tăng trưởng. Và đó bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu: việc đáng thì lại không làm, việc không thích đáng lại chăm dính vào. Người ngu ngã mạn tự hào lậu hoặc tăng trưởng khác nào bìm leo. Và đó là bộ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Dạ con xin nhường mic lại cho vị kế tiếp ạ. À. Alo ạ. Dạ cảm ơn chị Như Quang, cảm ơn Thiện Vũ và cảm ơn cô tu nữ thể cho biết tín hiệu và cảm ơn Tâm Phương. Dạ con xin đọc bài kinh 292. Rằng khi rằng ta đã ba quy thằng khi chẳng ba na ca di ri u na la nằng ba ma ta nằng tê sang quát thằng ti a sa hoa. Rằng khi chẳng ta đã ba quy thằng khi chẳng ba na ca di ra ti u na la nằng ba ta nằng tê sang quát thằng ti a sa hoa. Đáng làm không làm, không đáng làm lại làm. Người ngạo mạn phóng dật lậu hoặc ắt tăng trưởng. Là Hòa Thượng Thích Minh Châu: việc đáng thì lại không làm, việc không thích đáng lại chăm dính vào. Người ngu ngã mạn tự hào lậu hoặc tăng trưởng khác nào bìm leo. Là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong. Dạ, kính cảm ơn Như Quang đã bốt bài. Dạ kính mời niệm từ ạ. Dạ kính cảm ơn. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Khai Giá. Một lần nữa con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, con kính lễ cô Ước Dạ con kính chào đầu đàn. Dạ con cũng cảm ơn cô Tuệ Duyên, cảm ơn Thiền Vũ, cảm ơn Sít Mê Ta, cảm ơn Sít Kim Nhung, cảm ơn Sít Như Quang đã đưa bài lên ạ. Dạ con xin đọc bài 292. Dằng hí kích chằng ta đa ba quýt thằng á kích chằng ba na ya Banajirati ung na la nang ba mát ta nang te sang quát thằng ti a sa hoa. Dằng hi kích chằng ta đa ba quý thằng kích chằng Banajirati ung na la nang ba mát ta nang te sang quát thằng y ti a sa hoa. Con xin đọc lại lần nữa. Dằng hi kích chằng ta đa ba quýt thằng a kích chằng ba na ca di ra ti uồn na là nằng ba mắt tà nằng tề sằng quách thằng à sa hòa. Dạ con xin đọc bản chuyển ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
việc đáng làm không làm, không đáng làm lại làm. Người ngạo mạn phóng dật, lậu hoặc ắt tăng trưởng. Dăng hi kích chăng ta đa ba quý thằng ắt chăng ba na ca di ra ti ung na là năng ba mắt tà năng tê sang quắc thằng tí à sa hòa. Con xin đọc bản chữ ngữ của Hòa Thượng Giới Đức. Việc đáng thì lại không làm, việc không thích đáng lại châm dính vào. Người ngu ngạ mạn tự hào, lầu hoặc tăng trưởng khác nào bìm leo. Dạ, con đã tập bài xong, con có sai xin Ngài xử lý giùm con ạ. Xin mời Hạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Con kính lĩnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính lĩnh lễ Quý Sư, kính lĩnh lễ Ngài và các cô tu nữ kính chào đạo tràng. Dạ con, dạ con cảm ơn đã cho biết tín hiệu, nghe rõ. Dạ con trả lời. Dằng hít ký chàng ta đáp quýt thằng. Dằng ký chàng ta đáp ba quýt thằng. A kít chàng ba na ca dít rát tí. U na la nang ba mát ta nang te sam vất tha ti a sa hòa. Dằng hít ký chàng ta đa ba vất thần. A kích chàng ba na ca dít ra tí. U na la nang ba mát ta nang te sam vất tha ti a sa hòa. Dằng ki chẳng ta 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 đa ba quýt thần. A ki chẳng ba na ca ki ra ti. U na la nang ba mát ta nang tê sam wa tha ti a sa hòa. Việc đáng làm không làm, không đáng làm lại làm. Người ngạo mạn phóng dật, lậu hoặc tăng trực. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Việc đáng thì lại không làm, thích đáng lại châm dính vào. Ngu ngã mạn tự hào, lậu hoặc tăng trưởng khác nào bình bìm leo. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con xin xuống. Alo, 123123. Xin lỗi cô tu nữ tự nhiên ha. Xích Hà ơi, cái động từ quát thanh tí, động từ quát thanh tí ha, câu cuối cùng ha, không phải quát tha tí mà quát thanh tí. Chính cái câu cuối này, cái động từ này lặp đi lặp lại, và Xích Hà không được tự tin. Cố gắng đọc và cho nó rõ chút, phân tích thì chính xác, nhưng mà khi lên đọc tại sao mất bình tĩnh hay sao. Chỗ này là quát thanh tí ha. Rồi xin mời cô tu nữ tự nhiên. Dạ sa thú kính tri ân Ngài. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Đức Giáo Pháp Chư Tăng. Dạ con kính tri ân Ngài. Và bây giờ đọc bài. Không biết âm thanh có tỷ nghe liên tục không, mà nãy Ngài nói là âm thanh nghe không có được, nó bị đứt đoạn. Dạ bây giờ nghe rõ. Dạ cảm ơn. Dạ bây giờ con xin đọc bài Kinh Pháp Cú số 292. Dằng hí kích chằng ta đã dằng hí kích chằng ta đa ba quýt thằng a kích chằng ba na ca di ra ti un na la nằng ba mát ta nằng tê sằng quát thằng ti a sa hòa. Dằng hí kích chằng ta đa ba quýt thằng a kích chằng ba na ca di ra ti un na la nằng ba mát ta nằng tê sằng quát thằng ti a sa hòa. Dằng hi kích chằng ta đa ba quýt thằng a kích chằng
Banakajirati unna la nang bamata nang te thàn ki a sa wa. Việc đáng làm không làm, không đáng làm lại làm. Người ngạo mạn phóng dật, lậu hoặc ắt tăng trưởng. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Việc đáng thì lại không làm, việc không thích đáng lại chăm dính vào. Người ngu ngã mạn tự hào, lậu hoặc tăng trưởng khác nào bìm leo. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, kính mời dạ, chú thấy bàn tay của ai? À, mời Xích Duyên. Xích Duyên tăng nhiều không? Kính mời Xích Duyên. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, một lần nữa kính đảnh lễ tôn đức Nhật Bảo Đạo Quang Tể Viên cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Xích Viên, cảm ơn Thiền Vũ lái xe mà giỏi quá. Dạ, cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Con đằng sau quá, giờ không biết con trả bài, không biết rầy không, nhưng mà không sao, rầy thì nhớ đời. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Bình, kính chào đạo tràng, kính lễ thành kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Thanh Thủy ơi, Thanh Thủy trả bài chưa? Anh Thủy nãy chưa trả bài thì đưa bàn tay lên nha. Dạ, hôm nay Nhật Bình lu bu quá nên Nhật Bình lặn sâu. Dạ, con xin được trả bài câu Pháp Quốc Kinh số 292. Cảm ơn Như Quang cho bài học. Dặn hiết kích chẳng ta đa ba quýt thằng a kích chẳng ba na ca di ra ti quần na la năng ba ma ta năng tề sẵn quách thằng ti a sa hoa. Dặn hiết kích chẳng ta đa quýt thằng a kích chẳng ba na ca di ra ti quần na la năng ba ma ta năng tề sẵn quách thằng ti a sa hoa. Dặn hiết kích chẳng ta đa ba quýt thằng a kích chẳng ba na ca di ra ti uôn na la năng ba ma ta năng tề sẵn quát thằng ti a sa hoa. Dặn hiết kích chẳng ta đa quýt thằng a kích chẳng ba na ca di ra ti uôn na la năng ba ma ta năng tề sẵn quát thằng ti a sa hoa. Việc đáng làm, không đáng, không đáng làm lại lâu. Người ngạo mạn phóng dật, lậu hoặc ác tăng trưởng. Dạ, cho con đọc lời. Việc đáng làm, không đáng làm lại làm. Người ngạo mạn phóng dật, lậu hoặc ác tăng trưởng. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Châu. Việc đáng thì lại không làm, việc không thích đáng lại chăm dính vào. Người ngu ngã mạn tự hào, lậu hoặc tăng trưởng khác nào bìm leo. Đây là bản khổ thơ Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng. Và con có sai chỗ nào Ngài chỉ dạy con, và Nhật Bình cũng xin lỗi quý vị trong là Nhật Bình không có tặng qua quý vị, nhất là những vị mới vào đạo tràng trả bài rất là mà Nhật Quỳnh không vào tặng qua. Dạ, nhưng bây giờ Nhật Quỳnh tặng cho tất cả vị nào đã cầm bịch những đó hoa hồng thật là đẹp, thật là tươi luôn nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Thì tại Nhật Quỳnh lặn sâu quá nên con kính nhân mít đến Ngài đi. Con kính nhân mít đến Ngài, con không biết mời vị nào. Dạ, con kính nhân mít đến Ngài ạ. No.
mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Sa thu ha, quý vị rất là tuyệt vời. Bài này khó đọc nhưng mà quý vị đã thể hiện rất tốt qua trường âm và đoạn âm. Quý vị đọc rất là rõ ràng. Như vậy là quý vị đã nắm vững căn bản. Khi chúng ta đọc, chúng ta biết đó là giọng dài, đó là giọng ngắn, và trong cái giọng dài nó là thuộc loại trường âm nào. Cho nên khi mà quý vị đọc sai, quý vị biết quý vị đọc sai, đó là một cái vấn đề mà chúng ta tự điều chỉnh lấy chính mình. Chứ không phải là những cái cành hoa người ta tặng lên rồi mình thấy rằng ô sung sướng quá, mình đọc hay quá, người ta tặng hoa, đến nỗi đang lái xe mà cũng quơ tay ra ngoài chụp lấy những cành hoa tặng lên như xích duyên ha. Quý vị thấy cũng tuyệt vời ha. Lái xe mà tặng hoa là thấy cả một vấn đề luôn, tức là hưởng ứng nên cô nữ tự nhiên đọc hay quá. Đây, trở lại vấn đề câu một con 292. Dần hi ki chần ta đa pa quy thần a ki chần ba na ca yê ti ti u la nằng ba mắt ta nằng tê sằng quát thành ti a sa hòa đau điên độ đau đến đó không hiểu. Nghĩa là khổ khổ đế tiếng Việt Nam mà nhiều khi đọc lên có dấu là nàng mà cũng không hiểu nổi. Đọc lại ha. Dần hi ki chần ta bao thần a ki chần ba na ca yê ti un na la nằng ba mắt ta nằng tê sằng quát thành ti a sa hòa. Về dòng kinh thì chúng ta thấy hơi khó ha, nhưng mà trong cái dòng kệ thì quý vị thấy càng khó hơn, bởi vì câu 1, câu 2 là tới 9 từ, câu 3, câu 4 thì 8. Bây giờ chúng ta phải tùy hoàn cảnh mà linh động. Có khi chúng ta đọc 4, có khi chúng ta đậu ở đèn đỏ hả? Có khi chúng ta đọc 4, có khi chúng ta đọc 5. Cái đó là tùy, đã gọi là kệ thì sao cũng được hết á, miễn sao mà quý vị nghe cái âm giọng, và quý vị coi như là điều quan trọng là quý vị hiểu được phần tiếng Việt. Cái giọng kệ là một cái giọng để chúng ta coi như an trú vào 292. Còn cái vấn đề hay và dở không quan trọng. Cái quan trọng là khi chúng ta đọc dụng kinh, chúng ta cảm thấy rằng có lực, tức là trường âm và đoạn âm chúng ta đọc đúng, thì chúng ta thấy cái dụng kinh này nghe hay. Rồi trong cái dòng kệ thì chúng ta ngân nga, nhưng mà ý nghĩa của tiếng Việt chúng ta phải nắm vững. Rồi bây giờ về phần kinh thì đã xong ha. Bây giờ qua cái giọng kệ, chắc chắn rằng cái giọng của chúng tôi không hay bằng quý vị, nhưng mà bắt buộc phải đọc. Rồi tùy theo cái giọng này, quý vị có thể sáng chế ra những cái âm giọng khác hơn. Mà đã gọi là kệ thì sao cũng được ha, quý vị thông cảm nha. Cái kệ thì không ai bắt lỗi, nhưng tôi xin đọc chứ. Chẳng hi ki chăng ta đa pa quy thần ki chăng ba na ca yê ra ti un na la nang ba ma ta nang te sa va thân ti a sa va. Chẳng hi ki chăng ta ba pa quy thần na ki chăng ba na ca yê ra ti un na la nang ba ma ta nang te sang wat han ti a sa wang.
Nhẫn hi ki chân ta đa pa vi thân na ki chân ba na ca di la ti un la nang ba ma ta nang te sam va than ti a sa. Việc đang làm không làm, không đang làm lại làm, người ngạo mạn phóng dật đầu hoặc thấp tăng trưởng. Rồi xin mời Sĩ Nguyên Trang. Sĩ Nguyên Trang có một cái giọng kể cũng rất hay nhưng mà núp lùm nhiều quá. Rồi mời Sĩ Nguyên Trang. Alo. Dạ Nam Mô Bích Thầy ạ. Dạ con mới có con không thấy bài cô. Dạ con trước hết con kính đảnh lễ ngài chi trước con đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào toàn thể đoàn. Dạ con kính đảnh lễ cô tu nữ tuệ duyên ạ. Dạ con xin đọc bài và dạ, con cảm ơn cô Như Quang ạ, đã post bài. Tăng hít kít chăng tadapavit yang hít kít chăng tadapavit thằng akít chăng banakariyati un na la nang bamata nang e sang wat than ti a sawa. Yang hit kitchen tada pa witan a kitchen ba na nakari. Con đọc lại. Yang hit kitchen tada pa witan a kitchen ba nakari tadi unala nang ba mạn ta năng e sang qua than ti a sa wa yang hi ki chang ta da ba wi thang a ki chang ba na ba ri ra ti u na la năng ba na mạn ta năng te sang qua than ti asawa. Việc đáng làm không làm, không đáng là lại là, người ngạo mạn phóng dật lậu hoặc ác tăng trưởng. Và đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Việc đáng thì lại không làm, việc không đáng lại châm dính vào, người ngu ngã mạn tự hào lậu hoặc tăng trưởng khác nào bìm leo. Và đây là bản dịch phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con có đọc sai, con kính mong ngài sửa cho con ạ. Dạ con kính mời đạo trang. Dạ con xin xuống mắt ạ. Nhà sa thú xích Nguyên Trang. Và một lần nữa con thành kính thỉnh Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp, Chư Tăng. Và bây giờ con xin kệ câu pháp cú số 292. Dân nghi ki chăng ta ba đà quyết thăng a ki chăng ba na di ra ti un na la năng ba ma ta năng tê sang qua thăng ti a sa hoa dân nghi ki chăng đà quyết thăng a kít chăng ba na ca di ra ti un na la năng ba ma ta năng tê sang tê sang quát thăng ti a sa hoa
Việc đáng làm không làm, không đáng làm lại làm. Người ngạo mạn phóng dật, lậu hoặc ắt tăng trưởng. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Việc thì lại không làm, việc không thích đáng lại chăm dính vào. Người ngu ngã mạn tự hào, lậu hoặc tăng trưởng khác nào bìm leo. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Giới Đức. Bây giờ là thấy tín hiệu của chị Kim Nhung. Dạ, kính mời chị. Dạ, sa thú cô Nữ Tuệ Duyên ạ. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn chị Như Quang và cô Tu Nữ cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin kể cô số 292 ạ. Rằng hi ki chăng ta ba quý thân, a ki chăng pa na ka di ra ti, u na la năng ba ma ta năng, e sang quang ti a la wa. Rằng hi ki chăng ta đa ba quý thân, a ki chăng pa na ka di ra ti, u na la nang ba ma ta nang e sang wa thang ti a sa wa. Việc đáng làm không làm, việc đáng không đáng làm lại làm. Người ngạo mạn phóng dật, lậu hoặc ắt, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Việc đáng thì lại không làm, việc không thích đáng lại chăm dính vào. Người ngu ngã mạn tự hào, lậu hoặc tăng trưởng khác nào bìm leo, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Là con đã kể xong ạ. Dạ, xin mời vị kế tiếp ạ. Là con xin xuống mic. Cảm ơn chị Như Quang đã post bài ạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Má, Nam Mô Sang Kha Giá, con kính đảnh sư Trí Đức, con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong đầu tràng, con lễ quý cô Tư Nữ, con kính đầu tràng, con cảm ơn Sức Lưu Quang, con cảm ơn cô Tuệ Duyên, con cảm ơn Thiên Vũ, cảm ơn Sức Kim Dung, cảm ơn cô Hà, cảm ơn Nguyên Trang cho biết là âm thanh rõ. Con xin kể bài câu pháp cú hôm nay. Dần hi ki chăng ta đã ba quyên thân, a kinh chăng ba na ca di ra ti, u na la nang ba mat pa na tê sang qua thắng thì á xa hoa. Dần hi ki chăng ta đã ba quyên thân, á kinh chăng ba na ca di ra ti, u na la năng ba mạt ta năng tê sang qua thắng thì á xa hoa. Dạ, việc đáng làm không làm, không là không đáng làm lại làm. Người ngạo mạn phóng dật, lậu hoặc ắt tăng trưởng. Dạ, đó là bản dịch chuyển ngữ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dần hỷ ki chăng ta đã ba quyên thân, a kinh chăng ba na ca di ra ti, u na la năng ba mạt ta năng tê sang quát thân đã qua
của Hòa Thượng Giới Đức: việc đáng thì lại không làm, việc không thích đáng lại châm dính vào. Người ngu ngã mạn tự hào, lậu hoặc tăng trưởng, khác nào bìm leo. Dạ, con đã kể xong và xin mời đạo tràng lên kể tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Sa thú xích từ năm tha giá. Và một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức như Quỳnh kính chào đạo tràng. Và cảm ơn nữ tệ duyên Nguyên Trang và Thiện Vũ đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và quý vị chết rồi, dùm đồng hồ là hết gì. Và năm mô bích tha. Và Nhật Quỳnh không có biết, bây giờ Nhật Quỳnh thấy cái nít nè, thấy nít mạnh Nhật Quỳnh không biết gọi là sao. Nhưng mà Nhật Quỳnh chỉ biết là biết được cái chữ đầu là chữ Quang, mà không biết là nam hay nữ, không biết là tu sĩ hay cư sĩ, mà sao cứ chạy ra chạy vào hoài, lại chạy ra nữa rồi. Và Nhật Quỳnh muốn mời vị này lên. Nhật Quỳnh thấy vị này cũng rất là hoan hỷ. Nguyên Trang có biết không? Nguyên Trang biết cái vị này là nam hay nữ, cư sĩ hay tu sĩ, hay là cái tên gì kêu cho nó giỏi hơn không? Như qua Nguyên Trang có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Vị này giờ chạy ra mất tiêu rồi. Mà mấy ngày nay Nhật Quỳnh thấy cái này lớp học của Thái Thâm Má nè, rồi vô có vô pháp cú không thì Nhật Quỳnh quên rồi, nhưng mà Nhật Quỳnh thấy có vô lớp học Thâm Má nên thấy cũng là siêng năng lắm đây. Mà giờ thì còn có mấy phút nữa vị này chạy ra rồi, để chút xíu mà nếu mà cái vị này chạy vô thì Nhật Quỳnh sẽ mở lăng kéo lên dùm dùm nhau. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính bạch ngài, theo đồng hồ con còn có 5 phút. Dạ, ngài có nói dương sự không bạch ngài? Ngài cho con xin một tín hiệu. Dạ, con kính nhân mít đến ngài ạ. Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Sa thú sư câu Phật ngôn 292 là một câu Phật ngôn mà giọng kinh cũng khó đọc, giọng kệ cũng khó đọc, nhưng mà trên tinh thần học hỏi của quý vị, đây là một cái điều mà chúng tôi rất là hoan hỷ tán thán. Ý nghĩa câu Phật ngôn 292 và câu Phật ngôn 293 cùng một duyên sự. Và duyên sự đó lên điều gì? Khi chúng ta học hết câu Phật ngôn 293 sẽ biết. Nhưng mà nội dung câu Phật ngôn 292 này: việc đáng làm không làm, không đáng làm lại làm, người ngạo mạn phóng dật, lậu hoặc ắt tăng trưởng. Tức là câu Phật ngôn 292 là một câu Phật ngôn mà hữu duyên. Những người nào gặp Đức Phật đã tu những pháp ba la mật để rồi bây giờ được chứng ngồi, và Đức Phật chỉ đọc lên câu Phật ngôn này, họ sẽ chứng đắc thanh quả. Còn đối với chúng ta sinh sau để muộn thì việc đáng làm không làm. Việc gì là việc đáng làm mà chúng ta không làm? Đó là cái hiện trạng của cả thế giới. Chúng ta đang bị mắc dịch, tức là cái dịch bệnh nó hoành hành. Người ta bảo rằng phải mang khẩu trang, phải sạch sẽ, rửa thì rồi phải tránh, phải phòng tránh bằng cách đứng xa cái người mà chúng ta tiếp xúc. Đó là việc đáng làm. Nhưng mà chúng ta coi thường, bởi vì thói quen
và cả nhà nghĩ rằng đeo khẩu trang là một cái vấn đề bó buộc, là một cái vấn đề ngột ngạt khó thở. À, mà nếu chúng ta không đeo khẩu trang thì đó là một cái chuyện mà sẽ lây cái bệnh dịch, cái bệnh đối với cộng đồng xã hội. Thì cái việc đáng làm bây giờ là chúng ta phải tuân thủ đúng lúc đúng thời là phải đeo khẩu trang. Nhưng mà có một số chảnh nghĩ rằng phong tục tập quán của đất nước ta, nếu mà mình đeo khẩu trang thì người ta họ nghĩ rằng mình là người đang bị bệnh. À, cho nên nghĩ rằng mình phải mạnh dạn lên, phải chứng tỏ rằng mình không có bệnh, cho nên mình không làm, mình không đeo khẩu trang. Nhưng mà cái việc đáng làm là phải đeo khẩu trang, nhưng mà chúng ta không làm. Đó là cái câu đầu, đó là cái ý nghĩa việc đáng làm và việc không đáng làm. Không đáng làm là sao? Không đáng làm này có ý nghĩa là khi mà chúng ta phải tiếp xúc, phải giao tiếp với một đối tác nào đó thì cái vấn đề phòng bệnh tốt hơn là vấn đề chúng ta phải bị bệnh. À, khi mà phòng bệnh, việc không đáng làm có nghĩa là những cái chuyện mà coi như là người ta gọi là rùi bu á, thì những cái việc không đáng làm thì chúng ta lại làm. À, đó là trường hợp như thế nào? Cái chuyện bắt buộc chúng ta là phải đeo khẩu trang, phải rửa tay chân sạch sẽ, rồi phải đứng có khoảng cách, đó là việc chúng ta phải làm. Nhưng mà không đáng làm chúng ta lại sát vào gần nhau, rồi chúng ta nói năng thô tháo, nước bọt, nước miếng, rượu văng tung tóe. À, thì chúng ta nghĩ rằng ăn rau nó lớn như vậy là tốt. À, và người ta sẽ chú ý mình. Và khi người ta chú ý, người ta họ đề cao mình lên, thì mình sẽ là một cái nhân vật quan trọng. À, thì ở đây việc không đáng làm chúng ta làm cho người ta chú ý, người ta khó chịu, nhưng mà lại nghĩ tưởng rằng ồ, là điều tốt. Để rồi sao? Do cái sự ngạo mạn, do cái sự phóng dật đó, dễ vui mình quên mình. À, mình đem cái tật bệnh gieo rắc cho những người khác. Do vấn đề tự ngã của mình bị bệnh mà nghĩ rằng mình không bị bệnh, rồi mình cứ la cà, mình cứ tiếp xúc hết người này tới người kia, ăn to nói lớn, chứng tỏ là mình là một kẻ có quyền, có chức. À, và chính cái vấn đề ngạo mạn phóng dật như vậy thì cái khổ đau hay là cái lậu hoặc nó sẽ đến với chúng ta. Và bảo đảm trong cái thời buổi là nếu mà chúng ta không có lo phòng thủ, không lo gìn giữ, không lo phòng hộ, như cái câu ấy, đường sanh tử hồn ai nấy giữ. Nếu mà chúng ta không biết gìn giữ, không biết coi như là phòng hộ, thì chắc chắn rằng tật bệnh, chứ đừng có nói lậu hoặc ha, tật bệnh là tăng trưởng, và người ta coi mình như là còn tệ hơn con thú mà. Tức là khi mà chúng ta nhắm mắt xuôi tay thì còn bà con dòng họ tới đưa tiễn về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhưng mà khi chúng ta bị mất dịch rồi á, thì trường hợp đó chính cha, chính mẹ, chính những người thân của chúng ta cũng không được gặp trong ăn tối, mà họ phải đem thiêu đi. Bởi vì khi mà chúng ta ngạo mạn phong dật, khi mà chúng ta những cái việc đáng làm và không đáng làm thì chúng ta làm, để rồi chúng ta bị lây nhiễm và chúng ta ra đi không một lời trăn trối với những người thân. À, thì như vậy với câu Phật con này, chúng ta đến với đạo tràng để làm gì? Mục đích của chúng ta là phải học.
Nhưng mà học mà chúng ta thắc mắc, chúng ta không hỏi thì chúng ta có thông suốt hay không? Học hỏi rồi chúng ta phải hiểu, hiểu rồi chúng ta mới nhớ. Thế rồi chúng ta biết nó là ẩn âm, nó là trường âm, và chúng ta thực hành tốt. Khi chúng ta đọc đúng, chúng ta biết đọc đúng. Chúng ta đọc sai, chúng ta biết đọc sai. Thì đó là việc đáng làm và việc không đáng làm ở trong quyển này, chứ không phải là việc ở ngoài quyển. À, việc ngoài quyển tức là chúng ta bỏ qua một bên, còn đến với đạo tràng là vấn đề ở trong quyển. Thì chúng ta phải đi vô cái chủ đề, cái chuyện đáng làm và chuyện không đáng làm, chúng ta nên nhận xét ở chỗ này ha. Rồi câu vật ngôn 292 đến đây xin kết thúc. Và khi học đến câu vật ngôn 290, chúng ta sẽ biết cái duyên sự nói cái vấn đề gì ha. Với phước lành và học hỏi những lời Phật dạy để áp dụng cho chúng ta được sự an vui tiến hóa, xin thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền xin qua lực vô biên các độc giả sinh văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ cùng Phật gia truyền được an lành tịnh lạc. Tên sa chê quan chê sô chư vô do lời chân thật này chính dâng lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội chư thức luôn được an lành hào hùng của chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin không kết thúc buổi sinh hoạt của chúng ta. Đặc biệt kinh đã tu nên xuất tác. Yoni la ni sum ni bun